Vâng, tôi xin được bắt đầu. Vâng, cảm ơn chị. Vâng. Bắt đầu đi. Vâng, kính thưa Phó Chủ tịch phường, hôm nay là đoàn chúng tôi đến đây là có mấy cái nội dung mà căn cứ từ cái thông báo số 129 ngày 14 tháng 5 2018 của Ủy ban dân phường do chính ông Bùi Huy Quang, Phó Chủ tịch phường ký đấy ạ. Cái nội dung thứ nhất là chúng tôi muốn làm rõ về cái việc là cái việc cái thông báo này là gửi được đến cho các hộ dân là được đến đâu rồi, bởi vì là thực ra là chưa được hết rồi ạ. Nhá, chỉ có mới một số các hộ được nhận. Đấy là nội dung thứ nhất. Đấy, bản thân như là ở tổ Trung Kiên là như của mẹ đẻ tôi là bà Nguyễn Thị Vân, bởi vì bà Nguyễn Thị Vân ủy quyền cho tôi thì tôi cũng chưa nhận được cái thông báo như thế này nhá. Đây cái thông báo như này đấy. Đây, thông báo đây ạ. Là tôi chưa nhận được cái thông báo về việc tuyên truyền vận động các hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ khẩn trương sớm nhận tiền bồi thường hỗ trợ và làm hồ sơ xin giao đất dịch vụ. Đấy. Thì có một số tổ nữa. Tổ Quang Minh cũng chưa ai nhận được này. Quang Minh, tổ Hòa Bình. Tổ Hòa Bình chưa ai nhận được này. Quyết Tâm cũng chưa nhận được. Đấy thì là đề nghị là Phó Chủ tịch xem kiểm tra giả soát lại xem là bên người công tác văn thư số 129 ngày 14 tháng 5 2018. Đấy, cái nội dung thứ nhất là còn một số bà con là chưa nhận được. Vâng, và cái nội dung thứ hai mới cái là nội dung chính của buổi làm việc hôm nay là gì? Là trên cái thông báo này có ghi cái nội dung rằng là tức là thực hiện cái kết luận thanh tra chính phủ số 1078 ngày 4 tháng 5 2012 của thanh tra chính phủ về việc giải quyết đơn kiến nghị khiếu nại của một số công dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trong kết luận có 7 nội dung cần phải tập trung giải quyết, đến nay đã thực hiện 5 trên 7 nội dung, còn 2 nội dung đang tập trung thực hiện. Cụ thể kết quả thực hiện 2 nội dung đang tiếp tục giải quyết như sau. Một là việc chi trả tiền hỗ trợ diện tích đất chênh lệch tăng giữa thực tế so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng số tiền hỗ trợ chênh lệch tăng là 21.957.225.643 đồng, tương ứng với diện tích 124.706,7 m², liên quan đến 3.988 lượt hộ được hỗ trợ bổ sung thuộc 9 dự án. Nội dung thứ hai là việc xét duyệt và giao đất dịch vụ. Vậy thì chúng tôi là có thấy không nhất trí với cả cái phần nội dung này của Ủy ban dân phường như sau. Bởi vì là tại kết luận 1078 thì đối với đoàn chúng tôi là đoàn khiếu nại cá nhân, cho nên là tất cả những cái kết luận thì đã được gửi đến từng gia đình. Đây là tôi lấy một cái kết luận của nhà chị Dương Thị Khuê là đại diện, chứ mỗi hộ là có một kết luận đây ạ, và có số trích sao riêng. Đây là kết luận số 1078 của hộ gia đình bà Dương Thị Khuê. Thì ở trên này đã khẳng định là những cái nội dung mà chúng tôi đòi cụ thể là những kiến nghị như sau. Còn tí nữa, lát nữa tôi sẽ nói về cái việc mà sót những cái nội dung khiếu nại của cái kết luận thanh tra. Thì ở trên này là thanh tra chính phủ đã tổng hợp là gia đình chúng tôi đấy, nói chung là được đã thống nhất với cả thanh tra chính phủ về những cái kiến nghị bổ sung tại buổi làm việc ngày 26 tháng 5 2011 như sau. Một, được bồi thường giá trị cây đào theo giá thị trường. Nếu bồi thường theo giá quy định thì số lượng phải theo mức tối đa. Hai, được đền bù 100% giá trị công trình vật kiến trúc xây dựng trước ngày 1 tháng 7 2004 và hỗ trợ công trình xây dựng sau ngày 1 tháng 7 2004. 3. Được bồi thường đối với phần diện tích đất chênh lệch tăng giữa diện tích được giao khoán và diện tích thực tế sử dụng khi thu hồi đất. Bốn, được hưởng 10% đất dịch vụ với kế hoạch lộ trình giao đất cụ thể. Thì thực ra là trên cái kết luận thanh tra này thì là còn sót hai nội dung của chúng tôi. Đó là còn một nội dung là đòi được bồi thường thiệt hại do việc cưỡng chế trái luật gây ra và bố trí tái định cư đối với những hộ ở trên đất nông nghiệp nhưng thuộc diện được hưởng đất tái định cư theo điều 45 của quyết định 108 ngày 29 tháng 9 2009 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Và bốn cái nội dung này thì đã được tổng hợp, được thanh tra chính phủ tổng hợp tại văn bản số 1080
ngày 4 tháng 5 năm 2012. Đây bà con nhìn rõ là phần 2 của cái văn bản số 1080. Đây là nội dung của bà Dương Thị Khuê và một số công dân phường Dương Nội đấy ạ. Là 4 nội dung này. Và sau khi chúng tôi phát hiện ra là còn sót một cái nội dung nữa thì chúng tôi đã kiến nghị đến Thanh tra Chính phủ vào ngày 21 tháng 6 năm 2012. Thì Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản 1584 về việc xử lý sau thanh tra, trong đó đã nêu rõ đến cái việc mà cấp đất tái định cư cho các hộ dân ở trên đất nông nghiệp nhưng đủ điều kiện được hưởng bố trí tái định cư đấy ạ. Văn bản số 1584 ngày 21 tháng 6 năm 2012. Vậy thì căn cứ trên hai văn bản của Thanh tra Chính phủ đã chuyển đến cho Hà Nội thực hiện, và Hà Nội chắc chắn là giao về cho Hà Đông thì để thực hiện, thì từ 2012 đến nay thì thực tế là Ủy ban dân quận Hà Đông chỉ mới mời chúng tôi ra đối thoại một lần, và cái buổi đối thoại đấy đã không thành công. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2012 thì cái buổi đối thoại đấy đã không thành công, bởi vì là khi mà chúng tôi chất vấn thì những cái nội dung mà chúng tôi chất vấn thì bên phía Ủy ban dân quận Hà Đông đã không trả lời được và đã ôm hồ sơ để chạy, thì không có biên bản làm việc đấy. Vậy thì tại cái thông báo số 129 của Ủy ban dân phường Dương Nội ngày 14 tháng 5 năm 2018, thì chính ông Quang, phó chủ tịch Ủy ban dân phường, đã khẳng định là đã thực hiện 5 nội dung đối với chúng tôi thuộc cái phạm vi kết luận 1078. Vậy thì hôm nay là bà con chúng tôi là những hộ mà đã có kết luận thanh tra, thì yêu cầu là ông Bùi Huy Quang, phó chủ tịch Ủy ban dân phường Dương Nội, làm rõ, nêu rõ cụ thể là 5 nội dung đã được thực hiện đấy là năm nội dung nào, để chúng tôi xem xét xem là có liên quan đến cái nội dung kiến nghị của chúng tôi hay không. Nếu như là có liên quan mà thực hiện được, đảm bảo được quyền lợi của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bàn giao đất và chúng tôi sẽ chấm dứt khiếu nại. Đâu còn ai ý kiến thì ra tôi ý kiến đi. Nào, ai có ý kiến gì nữa không? Bà con không ai có ý kiến gì nữa à? Cảm ơn. Vì ý kiến gì không? Tôi đang báo cáo các chị này, cảm ơn chị Tâm, anh chị cũng đã cho ngành phường một số nội dung kiến nghị tại cuộc họp tiếp dân ngày hôm nay. Thì đây cũng xin hỏi các chị là hôm nay 2, 4, 6, 8, 10, 11 đúng không ạ? Vâng. 11 các anh chị đây thì có bao nhiêu anh chị đã nhận được cái thông báo này? Ông chị cho biết họ tên đi. Nhà Nguyễn Trung Thắng này. Nguyễn Trung Thắng này. Nói chung là ở tổ Bàng Văn Thụ là. Không, các chị cho biết đây không? Cái trách nhiệm là phường sẽ phải có, phải gửi đến nơi. Nguyễn Trung Thắng, tổ Bàng Văn Thụ. Ai nữa? Dương Văn Sơn. Dương Văn Sơn. Sơn là tổ thống nhất nhỉ? Chị Như Chiến. Chị Như Chiến thống nhất. Nguyễn Văn Thắng. Anh làm thì có đấy. Dạ. Anh có à? À thế à? Có. Ừ, thế Nguyễn Văn Thắng có. Quang Minh với Hòa Bình là chưa có. Nguyễn Văn Thắng. Tổ thống nhất. Thống nhất. Chị Thu ở Hòa Bình. Thu ở chưa? Thu Quỳnh. Hòa thống nhất. Tóm lại là còn Quang Minh với Quang Minh đó, và Quang Minh là Nhân Kiên, Quyết Tâm, Thu Quỳnh cũng thống nhất. Tóm lại là Hằng Cương đấy, có Hằng Cương thì không, em đang nói là 11 người đây thôi, còn những người khác thì đây là kê hộ và những người có rồi là kê đây. Em chỉ hỏi những người có mặt ở đây là có bao nhiêu người có mặt đây đã nhận được thông báo thôi. Ở đây Nguyễn Từ Bình có chưa? Có, anh gọi, anh nhận được chưa? Tôi nhận được rồi. Không may em lại gửi lần nữa rồi lại. Không, đưa càng tốt thì nó vẫn thế đấy thế. Không, thông báo vì mình đã gửi truyền thông lại. Anh có vấn đề nào lần nữa? Nguyễn Từ Bình, Nguyễn Từ Bình. Bình. Hiện nay thì họ xin hỏi là Bắc Thắng đâu, Nguyễn Trung Thắng đâu? Thắng là một này. Nguyễn Văn Dương Văn Sơn là ai? Bác Trịnh Như Chiến là. Chị Phạm là không ai là đưa tới hộ không nghe không, không hỏi người ta hỏi những người ngồi đây người ngồi đây thôi. Nguyễn Văn Thắng là anh chị không
Nguyễn Thị Thu Quỳnh. Không có đâu, bạn ở đây nhỉ. Nguyễn Thị Thu Quỳnh anh chị. Rồi đây, tôi đây. Thế nghĩa là 4/11. Đã nhận thông báo. Bảy chưa nhận. Hôm nay thì báo cáo anh chị là hiện nay thì ủy ban phường cũng thực hiện theo cái nội dung chỉ đạo của thanh tra chính phủ cũng như thành phố Hà Nội, quận Hà Đông là tiếp tục được đẩy nhanh thực hiện cái tiến độ dự án trên địa bàn phường này. Trong đó có một cái nội dung là yêu cầu phường là tổ chức tuyên truyền vận động và thông báo cho các hộ chưa nhận tiền đến thực hiện nhận tiền bồi thường hỗ trợ đối với 9 dự án. Thì đây thì hiện nay trên địa bàn phường thì có hơn 100 hộ đã chưa nhận. Thì ủy ban phường đã tiến hành là có thông báo gửi cho các hộ, tuy nhiên thì qua ngày hôm nay thì phường đã nhận được một số phản ánh là chưa nhận được cái thông báo số 129 ngày 14/5/2018 ở phường Dương Nội đã ký ban hành. Thì đây thì về đấy thì phường chúng tôi cũng xin nhận cái điểm có cái sai sót trong quá trình văn thư. Nên này thì chúng tôi sẽ họp lại và sẽ từ giờ đối với hai tổ dân phố Quang Minh và Hòa Bình thì chúng tôi sẽ có cái công tác và bàn giao trong người Trung Kiên quyết tâm chưa có. Chị có bác nào Trung Kiên nhỉ? Có tôi. Không, nhận ủy quyền từ mẹ. À không, được mẹ thì em nói là chị hiện nay hộ khẩu của chị hiện nay ở Hòa Bình thì hiện nay chưa nhận được cái gì? Chưa nhận được tại vì là mẹ Trung đẻ Kiên chị là thuộc Trung Kiên mà Trung Kiên còn mỗi mẹ đẻ chị. Vâng, một giờ em sẽ ấy là trong Trung Kiên sao, của Trung Kiên là qua quá trình ấy là đồng chí tổ trưởng thành phố đấy rất là tích cực đấy, chắc là sai sót nó chỉ là khách quan thôi. Còn đối với hai tổ dân phố Quang Minh và Hòa Bình mà một số lượng hộ mà chưa nhận này thì chúng tôi sẽ có cái chân chỉnh này để tới có cái thông tin tuyên truyền vận động cũng như phổ biến chủ trương phát triển để đảm bảo kịp thời hơn. Thế thì trong tuần tới này chúng tôi sẽ gửi trực tiếp đến cho các anh chị đối với những hộ mà chưa nhận cái thông báo. Còn ở đây một số cái nội dung mà trực tiếp là chị Tâm có cái kiến nghị. Thứ nhất là không nhất trí với nội dung trong thông báo, như là trong đó nói rõ là đã thực hiện 5/7 nội dung. Đấy thì hiện nay thì chị có ý kiến là đề nghị là cho biết là 5 cái nội dung đã thực hiện những cái gì. Vâng. Thì cũng là xin tiếp thu ý kiến của chị thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại thông báo văn bản sẽ trả lời chị. Nay là 30 đúng không? Nay là 30. Chúng tôi sẽ có văn bản trả lời chị đúng 5 cái nội dung mà theo cái nội dung kết luận chúng tôi thông báo trong cái văn bản này để trả lời cho các chị nhé. Đấy, còn đối với hai cái nội dung mà chị cho rằng là còn thiếu của trong cái nội dung kết luận 1078 như là đòi bồi thường thiệt hại do cưỡng chế trái luật và bố trí tạm cư cho những hộ mà phải di chuyển ở do là xây dựng trên đất nông nghiệp, cái này thì mà đúng như chị nói là cái này không thuộc thẩm quyền của phường thì chúng tôi sẽ chuyển đơn chuyển nội dung lên nội dung kiến nghị của chúng tôi thôi, còn chúng tôi không thừa biết rằng là những cái nội dung đấy không phải thuộc cái trách nhiệm của ủy ban dân phường. Có cái rằng là chúng tôi nêu bởi vì là đã gọi là cái kiến nghị của chúng tôi đã gọi là đi khiếu loại đi kiến nghị thì cái gì nó phải có đầu có đũa, chứ không phải là nói cái gì là nói theo cái kiểu giữa chừng thì ai nó hiểu được. Đây là những nội dung kiến nghị của tôi là như vậy. Anh soi em trực tiếp là em đang định uống cốc nước mà lại uống đi em uống nước cái gì đâu mà không em mà uống nước thì thôi đừng soi nữa không lại uống nước có gì đâu mà phải uống bia mới sợ nếu mà đang không em kể là không uống bia nhưng mà một tí là mặt đỏ chỉ tâm chỉ chơi một tí là mặt đỏ ngay lập tức ngay trên này uống chính đỏ có chủ tịch là cũng rát gái đấy nhỉ phải không là gái tán không phải là xấu hổ mà là do cái huyết áp máu nó không ổn. Cô anh chị cũng cảm ơn anh chị là cái nội dung này thì về phía bên phường Tuyết Thu đấy thì cũng mong các chị là uống cốc nước cứ vào đây là mong các chị là chia sẻ là chúng ta nó mới nhẹ nhàng, mặc dù là có những quá trình mà làm việc nó có thiếu sót thì anh chị cũng nhắc nhở vô vàn cái không thực ra là các chị thì lúc nào chỉ muốn nhẹ nhàng thôi, chả bao giờ các chị muốn phải ầm ầm nên làm gì cả. Từ trước đến giờ thì toàn là sai sót do phía bên cán bộ thôi gây ra thôi, chứ còn ai muốn mà nhân thể hôm nay nhỉ. Nhân thể hôm nay là bây giờ bà con hôm nay đến không đủ mà còn đạt được 11 người. Đấy, mà cái đoàn của mình là có 28 người. Vậy hôm trước là còn để chứng minh cho cả cái việc hôm trước mà ông Lã Quang Thức, ông chủ tịch phường, ông phát ngôn trên Facebook, ông bảo rằng là phèo đỏ tan tác cái rồi còn có 3 người. Thế mà đánh thông báo đấy để xem mai danh sách còn những người chưa giao đất là bao nhiêu người. Mà chủ tịch ủy ban dân phường phát ngôn ở trên Facebook rằng là còn có 3 người. Đấy.
chủ tịch gì mà chủ tịch nhảy vào Facebook của dân xong rồi nói toàn những cái giọng kiểu như là trẻ con. Đi vào sổ tiếp dân thì trách nhiệm anh em phường sẽ phải biết, kể cả có đơn hay không có đơn, nhưng mà các anh chị cứ phản ánh vào ngày tiếp dân thì sẽ có một phản ứng. Lần sau ra gọi trước khéo trà đá nhỉ? Không, nếu anh chị ở đây trà đá thì em không có, nhưng mà có chè ra cho anh chị được. Lần sau ra gọi trước trà đá. Trà đá thì phải trà đá thì có cái gì là khó? Tưởng là lần sau gọi trước thì có rượu ngoại với cả ở đây thì là không có rượu ngoại, không có trà đá mà chỉ có chè nóng thôi. Các anh chị cũng báo trước là có. Để cháu vào với bạn Trung Cường. Cường có được giấy không nhỉ? Chưa. Cường chưa được giấy đúng không? Đấy, tên chồng đấy về trong kiểm tra cái đúng tên vợ đây lại không biết, người ta chả biết. Đọc tên chồng đấy, mai mua mình nhận được. Cái đơn bắp được không, người ta đều ghi mà lại không được. Không, hỏi một người chưa đấy. Không ạ, cháu chỉ ghi tên, tức là tên của những người đi theo chưa có giấy gì ạ? Hôm nay chỉ ghi tất thì, ghi tên sách tất đấy để cho cháu là hôm nay là có thêm một anh chị đi, mười một người tên là gì ở đây? Dương Văn Sơn. Sang lúc trưa nhà chị gặp chị đi đâu mà lai linh tinh làm chưa đấy? Chị mua cái gì? Chị đi nhặt thùng về. Nó trong cái hộp chưa lai không? Trung tháng chưa lai, chị Thúy đi mua gần nửa hiệu sách về. Đâu? Mua toàn những cái quyển luật để về để tìm hiểu bảo vệ cả người quyền lợi căng thẳng như tầm luật thế. Bây giờ là người dân phải sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật, để các chị luôn luôn tuân thủ pháp luật. Mình sưu tầm tất nhiên là phải sưu tầm rồi, thế nhưng mà mình phải nghiên cứu thêm cái luật mới nữa. Cái luật cũ thì tất nhiên là nó có sự kế thừa, nhưng nó có những cái điều chỉnh đấy. Luôn luôn có sự thay đổi cho nên phải cập nhật liên tục. Một khi nào mà Ủy ban nhân dân phường mở một tủ sách pháp luật khác thì chị quyên góp không? Ở đây phường đây có tủ sách này, các anh chị mà có nhu cầu thì ở đây là kể là phường vẫn mở ra công dân đây đâu, để chỗ khu trung tâm ở phường này có cả một tủ sách á. Ở đây phường là điểm bưu điện văn hóa xã, là thế có hiến pháp không? Có hiến pháp không? Thế mà chủ tịch phường lại không động. Cái việc đấy là em nói không chủ tịch hay không chủ tịch hay chủ là tịch công dân, nếu ai có nhu cầu thì mở hiệu sách, người ta không phân biệt là chức danh, ai có quyền vào đều, nhưng mà đúng giờ hành chính hết giờ người ta đóng cửa. Thế nên mời anh chị là có nhu cầu có cái ấy thì ta vào cái điểm văn hóa xã có cái đấy. Hôm nay bà con đang theo dõi cái live stream này, đang khen phó chủ tịch là tiếp dân hài hòa nền nã đấy. Như thế này có phải mát mặt không? Nha. Mà trong khi đó ủy ban phường có chủ tịch mua đấy. Khổ lỗi là không mang được thừa bởi vì bà con đang khen phó chủ tịch là tiếp dân là hài hòa niềm nở. Làm sao mà cứ đúng như giữ đúng được cái tác phong làm việc như này với bà con thì làm gì mà phải căng thẳng đúng không? Có khi mời anh chị uống nước đi, có gì có mà em nhá, lần sau pha thêm chè là mời anh Bình chuyên uống nước chè, không uống nước lạnh. Tưởng lần sau có rượu Malaga với cả lòng lợn giống như đãi Đinh Đa Thăng. Được nha, lần sau ấy thì là pha thêm một ấm chè để không có anh Bình anh ngồi đây anh không uống nước lạnh. Là gọi trà đá nhỉ? Thôi anh chị thông cảm với anh nhá, thì có cái gì thì thường sẽ có văn bản. Vâng, được rồi. Hôm nay thì chúng tôi đến ủy ban dân phường cũng chỉ có hai cái nội dung là xoay quanh cái thông báo số 129 của ủy ban dân phường, và hôm nay thì ông Bùi Huy Quang đã tiếp dân và đã có ghi biên bản và có hứa là sẽ có văn bản trả lời chúng tôi trước 15 tháng 6, thì chúng tôi sẽ tiếp tục